quay riêng từng con cho mọi người xem nhá. Nào, hôm nay lại quay sang quay video lại đúng hôm trời mưa. Đây là thằng đực đầu tiên. Đây. Ok. Đó. Cái tai đây. Đây nhá. Đó. Tai dựng thì như này. Ok chưa? Ok. Sợ. Được. Cọc tịt. Đẹp dài chưa? Quá đẹp dài luôn. Em xuống dưới nha. Ok. Bắt đầu đi đi. Bắt đầu đi. Rồi. Ok. 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 Không ra đấy bản. Không ra đất, không ra đất, không ra đất. Ở trong này thôi, không ra đất đâu. Chạy nhanh thoăn thoắt luôn. Đó, thằng đực đầu tiên. Con mẹ được ra bên ngoài, thành ra là chạy lăng xăng lăng xăng. Đó. Đây. Để ý này, nhìn ngang này. Đó. Ok. Đây là một con đực này. Cọc tịt. Hôm nay là dậy lông đầu vàng rồi này. Đó. Ok, ngắm xong con đực nhá. Có con đực. Rồi, tiếp tục đến con cái. Đứa thứ hai là con cái. Rồi. Cũng tịt luôn. Tịt. Sờ. Đó. Ok, em xuống dưới nhá. Rồi. Em đi ra đây nào. Chơi ở đây thôi. Đi lại ở đây một tí thôi. Ra đây nào. Quay cái người của nó lũng cũng nó đi. À. Không bẹt mông xuống này. Bẹt mông xuống nó gì lắm. Nào đi ra đây nào. Đây, móng chân đen này. Muốn vào trong chuồng. Trời mưa không cho chơi được. Đây, cái này quay cái này thôi. Cho đi lại tí thôi. Móng chân đen. Đó. Đây là cái. Đó. Rồi. Chân này. Ok, đẹp luôn. À, đây, sang cái tai này. Đó.
Ok, bọn này là tai nhỏ thôi, chứ tai không có to. Bọn này là tai nhỏ chứ tai không có to. Không nhìn thấy đứa nào ở trong video không? Đó. Ok. Tiếp thằng cái vàng tịt đó, thằng này thì có vẻ như là lông dày hơn hai thằng kia, lông hơi bông giống mẹ, hai thằng kia thì lông ok hơn. Rồi, xuống chạy lang thang tí nha. Đi ra đây xem nào. Đây 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 đây, đúng rồi, trời, xuất sắc. Rồi, đi ra, em đi ra đây đi. Ra đây nào. Ra đây. Ra đây chơi. Đứng im luôn. Nào ra đây nào. Ra đây nào. Đây này em cái này thì giữ lại. Con mẹ nó đi khả năng nó lùa lên đến trên kia là mấy con ở trên kia sủa rồi. Ok. Ê. Ok. Quyết không đi. Đứng yên quyết không đi. À. Nằm luôn đấy á hả? À. Nằm luôn đấy. Ra đây. Ra đây nào. Nào. Con nào đây này. Có đi không? Ra đây là không cho bà đi, là bà không cần đi nữa luôn. Đó. Tịt. Ok. Không cho bà đi, bà dỗi luôn hả? Tay có vẻ hơi vảnh vảnh rồi đấy. Con này tai cũng như con kia thôi, như con cái đen kia thôi, hiện tai lên như thế này, đẹp luôn.